đây là chương trình phát thanh của trung tâm gian quá thể thao và truyền thanh thành phố châu đốc Phát trên tần số FM 92,1 MHz. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thành phố Châu Đốc. Hôm nay thứ bảy ngày 1 tháng 6 năm 2024, trong chương trình phát thanh hôm nay, sau phần tin có bài Châu Đốc phát động tháng hành động vì trẻ em. Trước hết kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin. Chiều ngày 31 tháng 5, Ban Thường vụ Thành ủy Châu Đốc tổ chức lễ công bố và trao quyết định luân chuyển, điều động, bổ nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý và chỉ định cấp quỹ Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư cấp quỹ cơ sở trực thuộc Thành ủy, quyết định nghỉ hưu trước tuổi cho cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, quỹ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Bí thư Thành ủy Châu Đốc Lâm Quang Thi chủ trì buổi lễ, cùng dự có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Châu Đốc Cao Xuân Bá, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc Võ Chí Trung. Tại buổi lễ công bố và trao quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Quỳnh Vũ Toàn quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chuẩn y quỹ chiên Ban Thường vụ Thành ủy Châu Đốc nhiệm kỳ 2020-2025 đối với quỹ chiên Ban Chấp hành Đảng bộ Châu Đốc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc Phạm Văn Phúc và quỹ chiên Ban Chấp hành Đảng bộ Châu Đốc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Dĩnh Tế, Ngô Thị Quỳnh Loan. Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định bổ sung quỹ viên ban chấp hành đảng bộ thành phố Châu Đốc nhiệm kỳ 2020-2025 đối với 7 đồng chí gồm đồng chí Trịnh Chí Tâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Vĩnh Quân. Đồng chí Lê Long Hào, Bí thư chi bộ, Diện trưởng Diện kiểm sát nhân dân thành phố Châu Đốc. Đồng chí Lê Bảo Kỳ, Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Châu Đốc. Đảng ủy viên, Bí thư Thành đoàn Châu Đốc, Quỳnh Thị Kim Ngân, Bí thư chi bộ, trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Châu Đốc, Vũ Thanh Trúc, Bí thư chi bộ, trưởng phòng Kinh tế thành phố Châu Đốc, Nguyễn Hữu Hồng. Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chuẩn y Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Châu Đốc nhiệm kỳ 2020-2025 đối với hai đồng chí: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Núi Sam, Hà Mộng Dung và đảng ủy viên, phó chủ tịch ủy ban nhân dân phường Châu Phú bê Huỳnh Thanh Sơn. Quyết định ban thường vụ thành ủy Châu Đốc luân chuyển bổ nhiệm ủy viên ban thường vụ thành ủy, bí thư đảng ủy xã Vĩnh Tế Ngô Thị Quỳnh Loan đến nhận nhiệm vụ tại ban tuyên giáo thành ủy, bổ nhiệm giữ chức vụ trưởng ban tuyên giáo thành ủy, giám đốc trung tâm chính trị thành phố, luân chuyển chỉ định phó bí thư chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy chủ tịch hội đồng nhân dân phường vĩnh quân trịnh chí tâm tham gia ban chấp hành ban thường vụ giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Tế, nhiệm kỳ 2020-2025 luân chuyển chỉ định quỹ viên quỹ ban kiểm tra thành ủy nguyễn văn thái tham gia ban chấp hành ban thường vụ giữ chức phó bí thư đảng ủy quỹ viên quỹ, quỹ ban kiểm tra chủ nhiệm quỹ ban kiểm tra đảng ủy phường vĩnh quân nhiệm kỳ 2020-2025 quyết định của chủ tịch quỹ ban nhân dân thành phố châu đốc về điều động bổ nhiệm phó đội trưởng đội quản lý trật tự đô thị đối với đồng chí võ hồng tuyết Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Quỹ ban Nhân dân Phường Trọng Phú Bề nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Nguyễn Thanh Vinh và Phó Chủ tịch Quỹ ban Nhân dân xã Vĩnh Châu nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Nguyễn Minh Thành. Quyết định của Ban chấp hành tỉnh Đoàn chuẩn y công nhận Phó Bí thư Thành đoàn Châu Đốc nhiệm kỳ 2022-2027 đối với đồng chí Lê Phương Tùng. Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy chỉ định đồng chí Nguyễn Thanh Vinh tham gia Ban chấp hành Đảng bộ phường Châu Phú B nhiệm kỳ 2020-2025, chỉ định đồng chí Nguyễn Minh Thành tham gia Ban chấp hành Đảng bộ xã Vĩnh Châu nhiệm kỳ 2020-2025 trao quyết định nghỉ hưu trước tuổi đối với Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Châu Đốc, nhiệm kỳ 2019-2024 Lê Bá Thiện. Phát biểu tại buổi lễ, Quỹ Chiên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Châu Đốc Lâm Quang Thì chúc mừng và đánh giá cao năng lực đóng góp của các đồng chí nhận quyết định đồng chí Lâm Quang Thi đề nghị các đồng chí được nhận quyết định nhanh chóng nắm bắt nhiệm vụ mới, tiếp tục học tập, rèn luyện, giữ vững bản lĩnh chính trị, gương mẫu, phát huy tinh thần trách nhiệm, kinh nghiệm, năng lực công tác, khắc phục khó khăn, đoàn kết thống nhất cùng đơn vị, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời góp phần thực hiện thắng lợi, nghị quyết đại hội đảng các cấp, xây dựng thành phố Châu Đốc ngày càng phát triển. Ngày 31 tháng 5 năm 2024, công an thành phố Châu Đốc tổ chức lễ công bố quyết định thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương năm 2024. Trong đợt này có 72 cán bộ chiến sĩ đến niên hạn và đủ điều kiện thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương, trong đó thăng cấp bậc hàm trung tá trở xuống có 59 cán bộ chiến sĩ, nâng bậc lương có 23 cán bộ chiến sĩ. Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tá Quỳnh Văn Nhở, Phó trưởng Công an thành phố Châu Đốc, chúc mừng cán bộ chiến sĩ được thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương năm 2024 và ghi nhận đánh giá cao sự nỗ lực trong rèn luyện phấn đấu của từng cán bộ chiến sĩ đồng thời mong muốn trong thời gian tới các cán bộ chiến sĩ được thăng cấp hàm nâng lương nói riêng toàn thể cán bộ chiến sĩ công an thành phố nói chung tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm rèn luyện giữ vững bản lĩnh chính trị tu dưỡng phẩm chất đạo đức nâng cao hiệu quả các mặt công tác phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ đơn vị giao góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh trực tự tại địa phương Ngày 31 tháng 5, Liên đoàn Lao động thành phố Châu Đốc phối hợp chi nhánh Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại thành phố Hồ Chí Minh có mắt Châu Đốc tổ chức phiên chợ vì lợi ích đoàn viên công đoàn nhân tháng công nhân năm 2024, nhóm hàng ưu đãi gồm mặt hàng thiết yếu, đồ dùng, hàng may mặc, thực phẩm tươi sống, thực phẩm chế biến, mỹ phẩm. Khách hàng mua quá đơn bất kỳ các sản phẩm của các ngành hàng phi thực phẩm hoặc thực phẩm công nghệ được mua hàng thực phẩm tươi sống giảm giá sốc không giới hạn số lượng mua hàng đối với các sản phẩm may mặc khách hàng mua quá đơn 800.000 đồng được tặng áo mưa Việt Tiến quá đơn 1 triệu rưỡi được tặng một túi du lịch Việt Tiến đây là chương trình nhằm tăng thêm phúc lợi công đoàn cho công đoàn viên và người lao động tạo điều kiện cho đoàn viên người lao động được mua hàng với giá rẻ bảo đảm chất lượng vào lúc 24 giờ ngày 30 tháng 5, tức ngày 23 tháng 4 âm lịch, Ban Quản trị Lăng Miếu Núi Sam tổ chức lễ tắm bà. Tham dự lễ có đồng chí Lê Văn Nưng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang. Ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang, trưởng ban tổ chức lễ hội và các đồng chí ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh, thành phố Châu Đốc cùng hàng ngàn du khách tham dự lễ. Nghi thức lễ tắm bà năm 2024 có tổng cộng 30 đoàn lớn, 250 đoàn nhỏ đăng ký cúng và dự lễ tắm bà với số lượng khách lên tới 6.750 người. Trước giờ thực hiện nghi thức, ban quản trị lăng miếu núi Sam tổ chức cho lãnh đạo các sở ngành của tỉnh thành phố, các tập đoàn, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham dự vào chánh điện nguyện hương. Sau đó, ban quản trị lăng miếu thực hiện các nghi lễ gồm các lễ vật như hương đèn, trà rượu, hoa quả, kim ngân, y phục mới kính cẩn dâng lên bà. Đúng không giờ, ngày 31 tháng 5, rạng sáng ngày 20 tháng 4 âm lịch, bức màn nhung đỏ được kéo ngang bệ thờ, sau đó tổ tắm bà thực hiện nghi thức tắm bà. Lễ tắm bà hay còn được gọi là lễ mọc dục là một trong những nghi thức truyền thống luôn nhận được sự quan tâm của người dân, du khách khắp nơi về tham dự. Lễ diễn ra gồm 3 phần như chuẩn bị nước tắm bà, tắm bà, thay áo, mão cho bà. Đây là nét tín ngưỡng tâm linh của cộng đồng đối với bà chúa xứ núi Sam. Mỗi năm cứ vào ngày 23 tháng 4 âm lịch, hàng ngàn người và du khách quy tụ về miếu bà để cùng nhau chiêm bái diện mạo mới của bà với mong muốn bà ban phước lộc và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Ngày 31 tháng 5, Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh An Giang phối hợp ngân hàng BIDV chi nhánh Bắc An Giang tổ chức khai trương dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt áp dụng rộng rãi cho khách hàng, bệnh nhân sử dụng dịch vụ của bệnh viện. Dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt là một giải pháp hoàn toàn mới, mang tính đặc thù, có tính công nghệ cao, có tính năng vượt trội so với các giải pháp hiện có, giúp bệnh viện đơn giản quá thủ tục, giảm thiểu rủi ro giao dịch tiền mặt, tiết kiệm chi phí, nhân lực giúp công tác quản trị hiệu quả và phục vụ bệnh nhân tốt hơn đồng thời giúp cho bệnh nhân người nhà bệnh nhân dễ dàng hơn trong việc thanh toán tiết kiệm thời gian trong quá trình sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh tại bệnh viện với việc bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh an giang đã chính thức triển khai thực hiện thanh toán diện phí không dùng tiền mặt với những ưu điểm dược trội của hình thức này chúng ta có quyền hy vọng về những bước đột phá mới trong lĩnh vực y tế khám chữa bệnh ở thành phố châu đốc đánh dấu một bước chuyển mình mạnh mẽ trong việc vận hành mô hình bệnh viện thông minh góp phần thực hiện đẩy mạnh triển khai thanh toán điện tử không dùng tiền mặt và chuyển đổi số của ngành y tế an giang dịp này bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh an giang cũng khai trương cửa hàng dịch vụ tiện ích kinh doanh các sản phẩm dinh dưỡng nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của bệnh nhân và khách hàng Tối ngày 30 tháng 5, tại Trung tâm Thương mại Vĩnh Đông, phường Núi Sam, công ty trách nhiệm hữu hạn âm thanh và ánh sáng Tân Hữu Tài, phối hợp Trung tâm gian hóa Thể thao và Truyền thanh thành phố, tổ chức Festival âm nhạc năm 2024. Đến dự có ông Võ Chí Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Châu Đốc, ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Châu Đốc. Festival âm nhạc năm 2024 là sự kiện âm nhạc phục vụ cho lễ hội dưới bà Chúa xứ Núi Sam năm 2024 quy tụ nhiều ca sĩ như MC Thanh Bạch, ca sĩ Phương Thanh, Siêu Black, Quang Hà với hệ thống âm thanh ánh sáng hiện đại, festival âm nhạc đã mang đến một trải nghiệm đa giác quan, những tác phẩm nghệ thuật mang hơi thở đương đại với ánh sáng hiệu ứng vô cùng đẹp mắt. Tất cả đã tạo nên một tổng thể đêm festival âm nhạc đầy sôi động mãn nhãn cho người xem. Tại lễ hội âm nhạc, Ủy ban nhân dân thành phố đã tiến hành khen thưởng cho 8 tổ chức và 6 cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác tổ chức lễ hội Dí bà Chúa xứ núi Sam năm 2024. Kỷ niệm 10 năm lễ hội Dí bà Chúa xứ núi Sam được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia 2014-2024. Festival âm nhạc năm 2024 là đêm diễn cuối của chương trình biểu diễn nghệ thuật lễ hội dưới bà chúa xứ núi Sam năm 2024 do công ty trách nhiệm hữu hạn âm thanh và ánh sáng Tân Hữu Tài thực hiện. Đây là một sự kiện đáng nhớ tại thành phố Châu Đốc nhằm phục vụ cho người dân và du khách khi đến với lễ hội. Ngày 31 tháng 5 năm 2024, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang phối hợp Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Châu Đốc tổ chức hội nghị tuyên truyền nâng cao kiến thức kỹ năng về phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới cho cán bộ hội viên phụ nữ và người dân trên địa bàn xã Vĩnh Tế tại buổi tuyên truyền, cán bộ và người dân được nghe báo cáo viên truyền đạt một số nội dung nâng cao các kiến thức kỹ năng về phòng ngừa ứng phó giới bạo lực trên cơ sở giới, phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống bạo lực xâm hại giới phụ nữ và trẻ em gái, triển khai các văn bản mới về công tác bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình hướng dẫn thực hiện chỉ tiêu 18.5 thuộc Bộ Tiêu chí xã Nông Thôn Mới tỉnh An Giang giai đoạn 2021-2025. Qua đó, nhằm nâng cao nhận thức, phát huy vai trò và sự tham gia của cộng đồng trong các hoạt động tuyên truyền, giúp bổ sung kiến thức kinh nghiệm thực tế cho cán bộ hội viên phụ nữ trong công tác phòng ngừa và ứng phó bạo lực trên cơ sở giới từng bước xóa bỏ định kiến giới giảm thiểu tình trạng bạo lực xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em lan tỏa giá trị sống tốt đẹp giúp phụ nữ có thêm kiến thức xây dựng gia đình hạnh phúc Ngày 31 tháng 5 năm 2024, Phường đoàn cho Phú B kết hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường tổ chức chương trình Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1 tháng 6 cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Phường. Tại đây, các em được ôn lại truyền thống ý nghĩa của Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1 tháng 6 và được tham gia các trò chơi ném banh, bong bóng, giàu rổ, đố vui, ca hát. Hoạt động này đã góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho các em, đem đến cho các em thêm một Tết thiếu nhi ấm cúng ý nghĩa. Cũng trong dịp này đã trao tặng 50 phần quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường từ nguồn hỗ trợ của nhóm sang sẻ yêu thương châu đốc. Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần động viên trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đón Tết thiếu nhi vui vẻ, phấn khởi, tiếp tục nỗ lực dương lên trong học tập và cuộc sống. Ngày 31 tháng 5 năm 2024, Hợp tác xã Nông nghiệp Châu Phú Bê tổ chức Đại hội thành viên nhiệm kỳ 6 2024-2028 nhằm đánh giá tình hình hoạt động của Hội đồng Quản trị kiểm soát các hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và đề ra phương hướng hoạt động kinh doanh Hợp tác xã nhiệm kỳ 6 2024-2028 đến dự có Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Châu Đốc, Quỳnh Văn Tâm năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng của giá cả thị trường và sâu bệnh cũng như thời tiết bất lợi và giá cả vật tư cao, song được sự quan tâm lãnh đạo hỗ trợ của lãnh đạo cấp quỹ chính quyền, sự hỗ trợ tư vấn của các ngành chuyên môn, Hội đồng Quản trị Hợp tác xã Châu Phú B đã khắc phục những khó khăn, không ngừng đổi mới phương thức quản lý và điều hành, đồng thời phát triển các dịch vụ nhằm phục vụ tốt nhu cầu sản xuất nông nghiệp. Hợp tác xã nông nghiệp Châu Phú B đã có nhiều hoạt động góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế của địa phương. Hợp tác xã có 18 thành viên với vốn điều lệ trên 622 triệu đồng. Hợp tác xã có 9 trạm bơm điện phục vụ bơm tưới cho bà con nông dân với tổng diện tích là 209,1 ha, dịch vụ cung ứng vật tư nông nghiệp, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, dịch vụ bơm tưới vẫn duy trì thường xuyên. Trong năm qua, hợp tác xã nông nghiệp Châu Phú B hoạt động sản xuất kinh doanh phục vụ bơm tưới cho bà con thành viên và nông dân trong vùng hợp tác xã phục vụ với tổng doanh thu trên 587 triệu đồng và tổng chi phí trên 654 triệu đồng. Tại đại hội, thành viên hợp tác xã nông nghiệp đều thống nhất và đồng tình cao về báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh thời gian qua và thống nhất biểu quyết thông qua phương án sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2024-2028. Đại hội đã bầu hội đồng quản trị hợp tác xã ba thành viên và kiểm soát viên một thành viên. Ông Phạm Văn Luân được Đại hội tín nhiệm bầu tái cử giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Châu Phú B, nhiệm kỳ 2024-2028. Thưa quý vị và các bạn, việc bổ sung vitamin A là rất cần thiết đối với sức khỏe, sự phát triển toàn diện của trẻ. Hàng năm, thông qua hai chiến dịch bổ sung vitamin A cho trẻ em trong độ tuổi trên toàn quốc, tỷ lệ trẻ em uống vitamin A thường xuyên được duy trì trên 98%, tương đương với hơn 6 triệu trẻ em từ 6 đến 59 tháng tuổi. Từ năm 1993 đến nay, hoạt động bổ sung vitamin A cho trẻ em đã trở thành hoạt động thường niên của hơn 11.000 xã phường trên toàn quốc. Do đó, diện dinh dưỡng quốc gia lưu ý ngày 1 và ngày 2 tháng 6 phụ huynh nên cho trẻ trong độ tuổi đi uống vitamin A theo hướng dẫn của trạm y tế xã phường trong thời gian qua đảng chính phủ và ngành y tế luôn đặc biệt quan tâm đến công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân trong đó có công tác phòng chống suy dinh dưỡng phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng kể về cải thiện tình trạng dinh dưỡng cho người dân như tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em đã giảm nhanh, bền vững, tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân giảm từ 33,8% năm 2000 xuống còn 14,1% năm 2015 và tỷ lệ này là 11,6% năm 2020 theo số liệu giám sát dinh dưỡng hàng năm việt nam đã thanh toán được tình trạng mù lòa do thiếu vitamin a tình trạng thiếu vitamin a quyết thanh thiếu máu do thiếu sắt và thiếu các vi chất dinh dưỡng khác ngày càng được cải thiện kiến thức và thực hành dinh dưỡng đúng của người dân ngày càng được nâng cao tuy nhiên nước ta đang phải đối mặt với ba gánh nặng về dinh dưỡng tình trạng suy dinh dưỡng đồng thời cùng tồn tại với thiếu di chất dinh dưỡng và thừa cân béo phì kèm theo xu hướng gia tăng của bệnh không lây nhiễm nguyên nhân là do chế độ dinh dưỡng của người dân còn chưa hợp lý tiêu thụ nhiều thịt ít rau xanh quả chính và thiếu hoạt động thể lực tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi chiều cao theo tuổi ở trẻ em dưới 5 tuổi còn ở mức cao, tỷ lệ này là 19,6%. Theo số liệu Tổng điều tra dinh dưỡng quốc gia năm 2019-2020 và có sự chênh lệch giữa các dùng, nhất là dùng miền núi so với thành thị nông thôn, tỷ lệ thừa cân béo phì ở trẻ em lứa tuổi học đường 5 đến 19 tuổi tăng từ 8,5% năm 2010 lên thành 19% năm 2020 tình trạng thiếu vi chất dinh dưỡng ở phụ nữ trẻ em còn ở mức có ý nghĩa sức khỏe cộng đồng. Cụ thể, tỷ lệ thiếu máu ở trẻ em dưới 5 tuổi là 19,6%. Phụ nữ có thai là 25,6%, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi thiếu vitamin A tiền lâm sàng là 9,5% và vẫn còn 58% trẻ em dưới 5 tuổi bị thiếu kẽm theo kết quả Tổng điều tra dinh dưỡng toàn quốc năm 2019-2020. Suy dinh dưỡng thấp còi, thiếu di chất dinh dưỡng là những nguyên nhân chính dẫn tới chiều cao thấp ở thanh niên Việt Nam Ngoài ra, thiếu di chất dinh dưỡng còn ảnh hưởng xấu tới sức khỏe, tới sự phát triển thể lực, tầm dốc, trí tuệ, cản trở sự tăng trưởng, phát triển toàn diện của trẻ em, khả năng sinh sản cũng như năng suất lao động khi trưởng thành. Việc thực hiện chăm sóc dinh dưỡng theo dòng đời từ giai đoạn trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ, trẻ lứa tuổi học đường, trẻ dị thành niên, người trưởng thành và người cao tuổi là đặc biệt quan trọng trong phòng chống suy dinh dưỡng, thiếu dị chất dinh dưỡng và nâng cao tầm dốc của người Việt Nam công tác truyền thông để nâng cao kiến thức thực hành dinh dưỡng đúng cho người dân cũng là một trong các giải pháp quan trọng trong phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng, các nội dung truyền thông nhằm khuyến khích người dân sử dụng đa dạng các loại thực phẩm trong bữa ăn hàng ngày, biết cách lựa chọn, sử dụng thường xuyên các thực phẩm giàu vi chất dinh dưỡng, thực phẩm có tăng cường vi chất dinh dưỡng cho trẻ bú sớm trong vòng 1 giờ đầu sau khi sinh, thực hiện nuôi trẻ hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu và cho trẻ bú mẹ đến 24 tháng hoặc lâu hơn, trẻ em trong độ tuổi cần được bổ sung vitamin A. Phụ nữ có thai, phụ nữ tuổi sinh đẻ cần sử dụng viên sắt, axit folic hoặc viên đa vi chất. Các chuyên gia khuyến cáo vi di chất dinh dưỡng rất cần thiết cho quá trình tăng trưởng, phát triển về thể lực, tầm dốc, trí tuệ, nâng cao sức khỏe, tăng cường sức đề kháng của cơ thể. Để phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng, mỗi người, mỗi gia đình hãy thực hiện bữa ăn hàng ngày cần đa dạng, phối hợp nhiều loại thực phẩm, ưu tiên lựa chọn sử dụng thực phẩm giàu vi di chất dinh dưỡng, thực phẩm tăng cường vi di chất dinh dưỡng cho trẻ bú sớm trong vòng 1 giờ đầu sau sinh, nuôi trẻ hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu, cho trẻ bú mẹ đến 24 tháng tuổi hoặc lâu hơn, sử dụng các thực phẩm giàu vi di chất dinh dưỡng sẵn có ở địa phương cho bữa ăn bổ sung hàng ngày của trẻ thêm mỡ hoặc dầu ăn để tăng cường hấp thu vitamin A và các vitamin tan trong chất béo. Ngoài ra, cần cho trẻ trong độ tuổi uống vitamin A 2 lần một năm theo hướng dẫn của trạm y tế xã Phường. Trẻ từ 24 đến 59 tháng tuổi cần được uống thuốc tẩy dung định kỳ 2 lần một năm, thực hiện vệ sinh ăn uống, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường để phòng chống nhiễm, run sáng. Phụ nữ tuổi sinh đẻ, phụ nữ có thai cần uống viên sắt axit folic hoặc viên đa vi chất theo hướng dẫn. Tiếp xúc ánh nắng hàng ngày, dự phòng thiếu vitamin D, đảm bảo an toàn thực phẩm, góp phần phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh Thành phố Châu Đốc phát trên tần số FM 92,1 MHz. Quý vị và các bạn thân mến, Tháng hành động vì trẻ em năm 2024 diễn ra từ ngày 1 đến ngày 30 tháng 6 năm 2024, chủ đề là hành động thiết thực ưu tiên nguồn lực cho trẻ em. Lễ ra quân Tháng hành động vì trẻ em năm 2024 dự kiến vào ngày 1 tháng 6 năm 2024 tại công viên 30 tháng 4 với nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực như xây dựng nâng cấp các công trình, trường, lớp học, nhà bán trú, thư viện, sân chơi dành cho trẻ em với phương thức mỗi xã phường có một công trình vì trẻ em, nhân tháng hành động vì trẻ em. Tổ chức các hoạt động truyền thông để nâng cao nhận thức ý thức trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, đoàn viên, hội viên trong việc chung tay chăm lo cho trẻ em tại địa phương nhằm động viên toàn dân chăm sóc giáo dục và bảo vệ trẻ em với phương thức mỗi người một hành động vì trẻ em hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em. Tổ chức các hoạt động vui chơi, thăm hỏi, tặng quà, trao học bổng nhân ngày quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6, tổ chức diễn đàn gặp mặt tọa đàm có sự tham gia của trẻ em, hướng dẫn trẻ em về kỹ năng tự bảo vệ, phòng chống bạo lực xâm hại, phòng chống tai nạn thương tích, tai nạn đuối nước và các vấn đề liên quan đến trẻ em phù hợp với độ tuổi, mức độ trưởng thành và phát triển của trẻ em. Mục tiêu của tháng hành động nhằm đẩy mạnh phong trào toàn dân chăm sóc, giáo dục trẻ em, tăng cường sự quan tâm của toàn xã hội trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, gắn với nâng cao nhận thức trách nhiệm trong việc giảm thiểu các nguy cơ gây tổn hại cho trẻ em. Thiết thực hiệu quả để tạo sự ủng hộ và đồng thuận của xã hội đối với chủ trương, chính sách và đóng góp nguồn lực thực hiện các chương trình mục tiêu vì trẻ em tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức của các cấp các ngành về triển khai thực hiện chỉ thị số 28 CT trên TVK ngày 25 tháng 12 năm 2023 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc giáo dục và bảo vệ trẻ em, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn dinh hạnh phúc, tập trung nội dung chỉ đạo ưu tiên nguồn lực để đảm bảo thực hiện quyền trẻ em và giải quyết các vấn đề về trẻ em. Dẫn động xã hội thực hiện phong trào toàn dân chăm sóc giáo dục và bảo vệ trẻ em, hỗ trợ mỗi xã, có một công trình dành cho trẻ em được xây dựng hoặc nâng cấp. Mỗi đoàn viên hội viên của tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội có một hành động thiết thực vì trẻ em. Tuyên truyền trực quan treo khẩu hiệu, chuyển tải thông điệp của tháng hành động, phát thành tờ rơi tờ gấp tuyên truyền về công tác bảo vệ trẻ em theo chủ đề tháng hành động tổ chức các hoạt động truyền thông tại cộng đồng về thực hiện quyền trẻ em bảo vệ trẻ em trong thiên tai dịch bệnh phòng chống xâm hại trẻ em thông tin tố cáo hành vi bạo lực xâm hại trẻ em phòng chống tai nạn thương tích trẻ em đặc biệt là tai nạn đuối nước và tai nạn giao thông cho trẻ em tăng cường nhận thức kỹ năng của trẻ em, gia đình cộng đồng chung tay xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện lành mạnh để thực hiện đầy đủ quyền trẻ em, đảm bảo trẻ em được phát triển toàn diện, tăng cường truyền thông về tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em đầu số 111 và tổng đài 18008077 về phòng chống mua bán phụ nữ trẻ em khi có nhu cầu cần hỗ trợ. Củng cố nhân rộng có hiệu quả các điểm tư vấn học đường tại các trường học, tổ chức triển khai các mô hình về phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em mô hình hội đồng trẻ em, duy trì và nâng chất hoạt động ba câu lạc bộ quyền trẻ em tại trường trung học cơ sở Phạm Hùng, phường Vĩnh Mỹ, trường trung học cơ sở Nguyễn Trãi và Thủ Khoa Quân, phường Châu Phú B, nhằm lan tỏa và tăng cường trách nhiệm của các ngành, các cấp và các cơ quan tổ chức có liên quan tại địa phương trong phối hợp thực hiện các biện pháp phòng ngừa hỗ trợ can thiệp để bảo vệ trẻ em kịp thời hiệu quả, nhất là trong nhà trường, gia đình, cộng đồng tổ chức tập huấn kỹ năng làm cha mẹ tốt, tổ chức diễn đàn trẻ em với chủ đề lắng nghe trẻ em nói và trẻ em với các vấn đề trẻ em. Phối hợp Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức phiên tòa giả định tuyên truyền pháp luật liên quan đến bạo lực xâm hại trẻ em, trưng bày và giới thiệu sách tại thư viện thành phố với chủ đề Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1 tháng 6. Triển khai thực hiện mô hình quản lý trường hợp và mô hình chăm sóc thay thế trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị xâm hại, bạo lực bốc lột bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Thăm hỏi tặng quà động viên giúp đỡ trẻ em hộ cận nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em khó khăn. Thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em trong thiên tai dịch bệnh, đỡ đầu trợ giúp trẻ em hộ cận nghèo, trẻ em bị bạo lực xâm hại, hỗ trợ thiết bị vui chơi giải trí, bộ đồ dùng, học tập, tủ sách cho trẻ em tại cộng đồng thăm tặng 81 phần quà cho trẻ em thuộc hộ cận nghèo, trẻ hoàn cảnh đặc biệt, trẻ mồ côi do Covid-19. Trẻ em đang hưởng chế độ bảo trợ xã hội có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố, kết nối tiếp nhận quà tặng từ các cá nhân, tổ chức để tổ chức tặng quà cho học bổng sổ tiết kiệm cho trẻ em nghèo, trẻ em người dân tộc, trẻ em mồ côi do Covid-19. Trẻ em khuyết tật có thành tích tốt trong cuộc sống, học tập và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt hỗ trợ cho 6 em có hoàn cảnh đặc biệt dương lên học giỏi, tham dự hoạt động trại hè do Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức tại tỉnh Lâm Đồng với chủ đề Trẻ em với các vấn đề lao động sớm xâm hại bạo lực trẻ em. Hỗ trợ hướng dẫn kết nối chăm sóc sức khỏe và phẫu thuật miễn phí cho trẻ em bị bệnh bẩm sinh, bệnh hiểm nghèo, khám và phẫu thuật răng hàm mặt, vận động các tổ chức cá nhân ủng hộ hỗ trợ khám chữa bệnh cho trẻ em hộ cận nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, kết nối các nhà tài trợ khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh các bệnh hiểm nghèo, các bệnh về khuyết tật, dị tật, vận động và các dạng bệnh khác. Ngoài ra, Trung tâm văn hóa thể thao và truyền thanh thành phố với Hợp phòng giáo dục và đào tạo thành phố mở 8 lớp năng khiếu hè, hội quả miễn phí dành cho các em thiếu nhi tại Trung tâm văn hóa thể thao và truyền thanh thành phố, Trung tâm văn hóa và học tập cộng đồng xã Vĩnh Tế, xã Vĩnh Châu và phường Vĩnh Quân. Dự kiến thời gian khai giảng vào ngày 11 đến ngày 12 tháng 6 năm 2024, thời gian học khoảng 4 tuần mở lớp phổ cập bơi an toàn phòng chống tai nạn đuối nước cho trẻ em thành phố châu đốc năm 2024 lớp năng khiếu giỏ tây window lớp năng khiếu giỏ vô vi nam lớp năng khiếu bơi lội lớp năng khiếu điền kinh lớp năng khiếu cầu lông thành đoàn châu đốc tổ chức ngày hội tuổi thơ thành phố châu đốc năm 2024 với những nội dung tham gia các trò chơi tại khu vui chơi sấu con tham quan và thưởng thức các món ăn tự chọn các gian hàng gánh hàng rong tham gia các trò có thưởng xem ảo thuật ném bóng qua dòng trò ném lon thổi bong bóng dược chướng ngại vật đá bóng đập bóng thông qua việc triển khai các hoạt động hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em nhằm đẩy mạnh truyền thông nâng cao nhận thức của các cấp các ngành về triển khai thực hiện chỉ thị số 28 CT trên TVK ngày 25 tháng 12 năm 2023 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc giáo dục và bảo vệ trẻ em, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc, tập trung nội dung chỉ đạo ưu tiên nguồn lực để đảm bảo thực hiện quyền trẻ em và giải quyết các vấn đề về trẻ em. Vận động xã hội thực hiện phong trào toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, hỗ trợ mỗi xã có một công trình dành cho trẻ em được xây dựng hoặc nâng cấp. Mỗi đoàn viên hội viên của tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội có một hành động thiết thực gì trẻ em? Quý vị và các bạn vừa nghe bài, Châu Đốc phát động tháng hành động vì trẻ em. tiếp tục chương trình phát thanh hôm nay mời quý vị và các bạn bà nghe bài khai thác tiềm năng hợp tác giữa An Giang và Ấn Độ bên cạnh các lĩnh vực đang hợp tác tốt đẹp giữa An Giang và Ấn Độ thời gian qua như khảo cổ đào tạo nguồn nhân lực giao lưu văn hóa thì hai bên vẫn còn nhiều tiềm năng hợp tác trên các lĩnh vực du lịch lương thực thực phẩm dược liệu y tế đặc biệt làm mảng công nghệ số trí tuệ nhân tạo mà Ấn Độ có thế mạnh dung đắp hợp tác Kể từ năm 2009, Tổng lãnh sự quán Ấn Độ bắt đầu có các hoạt động hợp tác với tỉnh An Giang. Trong đó, Tổng lãnh sự quán Ấn Độ đã thực hiện 8 chuyến thăm xã giao đến An Giang. Đáp lại, tỉnh đã cử nhiều đoàn công tác với 68 cán bộ đi Ấn Độ ở các lĩnh vực nông nghiệp, khoa học công nghệ, trao đổi giảng viên y tế, thi đấu thể dục thể thao, hội nghị, hội thảo quốc tế, tập quấn, học tập, kinh nghiệm. Ngày 20 tháng 7 năm 2023, hai bên phối hợp tổ chức thành công Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 9 tại An Giang. Năm 2024, có một ứng viên của An Giang đủ điều kiện tham gia chương trình học bổng thuộc lĩnh vực liên quan đến khai quật tư liệu hóa các di tích khảo cổ do Tổng lãnh sự quán Ấn Độ giới thiệu hỗ trợ. Mới đây, Tổng lãnh sự Ấn Độ Madan Mohan City cùng viên chức Tháp Tùng tiếp tục thăm và làm việc tại tỉnh An Giang chủ trì buổi tiếp đón phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh an giang nguyễn thị minh thúy cho biết thời gian qua với sự hỗ trợ tích cực từ phía tổng lãnh sự quán ấn độ quan hệ hợp tác giữa an giang và ấn độ đã đạt được nhiều kết quả bước đầu đáng khích lệ một trong những kết quả nổi bật là mối quan hệ hợp tác giữa cơ quan khảo cổ học Ấn Độ và ban quản lý di tích văn quả ốc eo ngày càng đi vào chiều sâu. Tỉnh đang phối hợp các cơ quan chuyên môn của Trung ương tiến hành lập hồ sơ đề cử UNESCO, tổ chức giáo dục khoa học và văn hóa Liên Hiệp Quốc công nhận khu di tích khảo cổ ốc eo Ba Thê là di sản văn quả thế giới. Tỉnh An Giang thường xuyên tham dự những sự kiện do Tổng lãnh Sự quán Ấn Độ tổ chức, Đáng chú ý là cử sở ngoại vụ tham dự lễ khánh thành tượng lãnh tụ Mahatma Gandhi tại thành phố Hồ Chí Minh có sự tham dự của ngoại trưởng Ấn Độ, khai thác thêm thế mạnh, tổng lãnh sự Ấn Độ, Madan Mohan Shetty cho biết, những năm qua, quan hệ hợp tác giữa tỉnh An Giang và tổng lãnh sự quán Ấn Độ không ngừng được tăng cường phát triển. Tuy nhiên, kết quả hợp tác vẫn chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế của hai bên do đó tổng lãnh sự quán ấn độ mong muốn có chương trình hợp tác riêng với tỉnh an giang để thúc đẩy kết nối giao thương hợp tác những lĩnh vực có nhiều tiềm năng như lương thực du lịch văn hóa đào tạo nguồn nhân lực chuyên sâu về y tế giáo dục chuyên ngành khảo cổ đồng ý với gợi mở của Tổng lãnh sự Ấn Độ Madan Mohan Shiti, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy kỳ vọng năm 2024, mối quan hệ hợp tác giữa An Giang và Ấn Độ sẽ có nhiều bước đột phá mới, tạo tiền đề cho những năm tiếp theo. Một trong những thuận lợi để An Giang thu hút đầu tư là hệ thống cao tốc ở đồng bằng sông Cửu Long đang được đẩy mạnh xây dựng, giúp tỉnh kết nối thuận lợi với thành phố Hồ Chí Minh và trung tâm dùng đồng bằng sông Cửu Long. Cùng với đó, tỉnh đang đẩy mạnh việc đầu tư xây dựng hạ tầng, phát triển các cụm công nghiệp, dành nhiều chính sách ưu đãi để thu hút doanh nghiệp đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ở các địa phương. Được biết, Ấn Độ có nhu cầu lớn về dược liệu và gia vị, trong khi An Giang có nhiều vị trí đất phù hợp trong cây gia vị và dược liệu. Tại khu công nghiệp Bình Hòa mà Tổng lãnh sự Ấn Độ Madan Mohan City đã đến tham quan, đang có những chính sách thu hút đầu tư cho doanh nghiệp sản xuất dược liệu, phát quy du lịch. Bên cạnh lợi thế về lúa gạo, cá ra, trái cây mà doanh nghiệp Ấn Độ có thể hợp tác xây dựng dùng nguyên liệu, An Giang còn là địa điểm du lịch nổi tiếng với phong cảnh sông nước hữu tình, có nhiều tiềm năng phát triển du lịch tâm linh và du lịch sinh thái. Đặc biệt, An Giang có khu du lịch núi Sam với lăng miếu núi Sam. Được UNESCO công nhận danh hiệu điểm đến du lịch tâm linh tiêu biểu châu Á, Thái Bình Dương, Tại diễn đàn giao lưu kinh tế và văn hóa Việt Nam, tổ chức ở New Delhi, Ấn Độ vào tháng 9 năm 2023. Tỉnh đang phối hợp thực hiện hồ sơ để trình UNESCO công nhận lễ hội dí bà chúa xứ núi Sam là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Để khai thác tốt tiềm năng lợi thế nhằm phát triển bền vững ngành du lịch tâm linh, du lịch sinh thái. An Giang đề nghị Tổng lãnh sự Ấn Độ và Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu doanh nghiệp đến đầu tư xây dựng nhà hàng khách sạn đạt chuẩn quốc tế. Hai bên tiếp tục trao đổi thông tin và phối hợp thực hiện tốt ngày quốc tế yoga lần thứ 10 tại tỉnh An Giang. Vì phía An Giang sẽ tổ chức đoàn sang Ấn Độ để tìm hiểu nắm bắt cơ hội đầu tư, hai bên sẽ tiếp tục trao đổi các thông tin chính sách có liên quan đến kinh tế thương mại đầu tư cho cán bộ quản lý và doanh nghiệp tại An Giang và Ấn Độ. Thưa quý vị và các bạn, giai đoạn 2020-2024 chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng An Giang, chủ trì tổ chức và tham gia nhiều cuộc kiểm tra khảo sát về tiêu chuẩn chất lượng và nhãn hàng hóa đối với hàng hóa thực phẩm như trà, cà phê, khô rượu, nước chấm. Qua khảo sát cho thấy, nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm chưa đảm bảo các quy định về tiêu chuẩn chất lượng, nhãn hàng hóa và mã số mã dạch. Tiếp tục chương trình phát thanh hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi bài Đảm bảo quy định về tiêu chuẩn chất lượng, nhãn hàng hóa trước tình hình đó sở khoa học và công nghệ chỉ đạo chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng an giang đẩy mạnh công tác tập huấn tuyên truyền các văn bản pháp luật trong lĩnh vực tiêu chuẩn chất lượng nhãn hàng hóa và mã số máy dạch qua đó cung cấp kiến thức nâng cao nhận thức của các cán bộ quản lý và tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh thực phẩm trên địa bàn chi cục trưởng chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng an giang hứa hoàng hảo cho biết từ năm 2020 đến năm 2024, Chi cục chủ trì và phối hợp các cơ quan liên quan, tổ chức hơn 20 hội nghị tuyên truyền, tập quấn các quy định của pháp luật trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường, chất lượng cho các cán bộ công chức và cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm. Tại các hội nghị, cung cấp nhiều nội dung xoay quanh các quy định về xây dựng, và công bố tiêu chuẩn cơ sở công bố tiêu chuẩn áp dụng các quy định về chất lượng hàng hóa trong sản xuất và lưu thông trên thị trường các quy định về xử lý chi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng nhãn hàng hóa mã số mã dạch đồng thời hướng dẫn về quy định ghi nhãn hàng hóa và đăng ký sử dụng mã số mã dạch sản phẩm theo chia sẻ của các tổ chức cá nhân doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, công tác tập quấn tuyên truyền các văn bản pháp luật về tiêu chuẩn chất lượng, ghi nhãn hàng hóa và số, và mã số mã dạch trong kinh doanh mặt hàng thực phẩm của ngành mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, qua đó giúp các đơn vị có đầy đủ kiến thức và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong quản lý sản xuất kinh doanh thực phẩm và tiêu dùng hạn chế vi phạm. Theo ông Hứa Hoàng Hảo, ứng dụng công nghệ trong quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa được coi là một trong những giải pháp hữu hiệu hiện nay đối với việc kiểm soát chất lượng sản phẩm và phòng chống hàng giả nhái kém chất lượng. Trong số này, công cụ mã số, mã dạch được các nhà sản xuất bán lẻ, dịch vụ vận chuyển, cơ quan quản lý, người tiêu dùng sử dụng hiệu quả trong quản lý kiểm soát chất lượng sản phẩm hàng hóa. Trong quản lý chất lượng sản phẩm, mã số mã dạch là một công cụ cơ bản chứa đựng các thông tin của sản phẩm hàng hóa đồng thời giúp người tiêu dùng tra cứu tìm hiểu thông tin về chất lượng sản phẩm tạo thuận lợi cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý quá trình sản xuất và lưu thông sản phẩm ngày nay việc ứng dụng mã số mã dạch trên nền tảng công nghệ còn phù hợp xu hướng phát triển trong bối cảnh chuyển đổi số. Do đó, các doanh nghiệp cần nâng cao tiêu chuẩn chất lượng, ghi nhãn hàng hóa và mã số mã dạch trong kinh doanh mặt hàng thực phẩm, giúp tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình xuất khẩu sản phẩm, hàng hóa nâng cao uy tín thương hiệu trên thị trường trong và ngoài nước. Thời gian tới, Chi cục Tiêu chuẩn đo lượng chất lượng An Giang tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền tập quấn nhằm nâng cao hiệu quả công tác thực hiện trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong việc hướng dẫn các tổ chức cá nhân thực hiện các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn chất lượng nhãn hàng hóa và mã số mã dạch, từ đó góp phần đưa hoạt động sản xuất kinh doanh của các tổ chức cá nhân trên địa bàn theo đúng khuôn khổ của pháp luật. Từ năm 2021 đến nay, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng An Giang thực hiện khảo sát đối với các hàng hóa là thực phẩm, không thực hiện kiểm tra, khảo sát tại 193 cơ sở trà, cà phê, thực phẩm chay, nước uống đóng chai, rượu khô, gạo đóng gói sẵn, nước chấm lấy 143 mẫu thử nghiệm, qua đó phát hiện 91 cơ sở vi phạm về nhãn hàng hóa, 55 cơ sở vi phạm về chất lượng, từ đó kịp thời thông tin cảnh báo cho các cơ quan quản lý về an toàn thực phẩm để có giải pháp quản lý phù hợp. quý vị và các bạn thân mến chương trình phát thanh của trung tâm văn hóa thể thao và truyền thanh thành phố châu đốc đến đây là hết cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt